Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn cuối tháng 4 âm lịch. Thiên hoàng chiếu mệnh, ba con giáp vận đỏ chạm nóc, cát khí hành thông, thành công nối tiếp. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc đến chính là con giáp tuổi Hợi. Người tuổi Hợi hưởng lộc trọn đời trong cuối tháng 4 âm lịch. Nếu dự án kế hoạch được tiến hành trong thời gian này, sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, người tuổi Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu, các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn, vận trình đang lên, con giáp này làm gì cũng dễ dàng và thuận lợi. Trong công việc, người tuổi Hợi là những người làm việc gì cũng chuyên tâm, tâm địa thiện lương, rất kiên cường và khá bản lĩnh. Gặp khó khăn họ không dễ dàng bỏ cuộc mà dám đương đầu, là một người rất trọng tình nghĩa, thẳng thắn và không quá câu nệ. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản nên ít hay, hiếm khi thấy họ buôn dâu. Là một người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt. Sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu ở sau lưng người khác. Người tuổi Hợi khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác. Là người thông minh, ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn. Họ cũng là người khá tốt trong giao tiếp và ăn nói. Là một người biết hưởng thụ cuộc sống mà không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc, vì vậy có thể làm chuyện lớn. Mọi thứ trong cuộc đời của họ đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Tính cách của tuổi Hợi thường không kiên định mà chỉ sống theo cảm xúc, đôi khi trở nên quá nhu nhược. Họ khó nhìn nhận được những vấn đề xấu hoặc là người xấu đang cố tình hại họ. Người tuổi Hợi thường không cảm giác hay đề phòng nên đôi khi dễ bị lợi dụng. Có tài ăn nói quá, đâm ra hay bị phê bình và chê trách người khác nên dễ gây mất lòng và dễ gặp họa. Dù có bản chất hài hòa nhưng dễ xúc động, đôi khi hơi thô bạo. Họ thiếu đi suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, hay có tính đố kỵ và ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Người tuổi Hợi cũng rất ham chơi, không có chí tiến thủ hay tìm tòi cái mới. Họ có lối sống khá thử dụng nên trong sự nghiệp, họ không có mấy vang dội và quá vượt trội. Họ cũng hay gây sự vừa dai sẽ khiến đối phương tổn thương mới chịu bỏ qua. Người tuổi này bề ngoài và tính cách có phần trầm lặng, chắc chắn và cương nghị. Họ là người thật lòng, thật dạ và tốt bụng. Trong công việc họ làm rất hết mình và kiên trì, nhưng không có chí tiến thủ cao nên không hợp với lãnh đạo hay quản lý. Người tuổi Hợi khá giản dị và đơn giản. Tuy nhiên ngoại hình của tuổi Hợi khá nổi bật, dù họ giản dị không phô trương hay màu me, là tiếp người khá hấp dẫn và dễ thương trong mắt của đối phương. Nếu là những cô gái tuổi Hợi, họ mỏng manh và đơn thuần, có lòng khoan dung độ lượng và luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác. Vì vậy họ có nhiều mối quan hệ giúp đỡ khi cần thiết. Bản tính dù vậy lại thiếu chút nhẫn nại, cần hoàn thiện hơn. Người tuổi Hợi rất năng động và hoạt bát, họ thích những nơi đông người và hội họp, vui chơi, tính tình khá rộng rãi và phóng khoáng, nhưng không thích tranh chấp và mong muốn hòa bình hơn. Họ thường có phong cách đối xử với mọi người một cách hòa nhã và thân thiện. Họ tinh nghịch và phóng khoáng, nên dễ giao lưu kết bạn. Đồng thời họ cũng luôn muốn người khác chấp nhận những sai sót và khuyết điểm của mình thay vì phải thay đổi. Dù khá là năng động và suy nghĩ đơn thuần, nhưng người tuổi Hợi ít toàn tính và gian xảo, để bạn có thể dễ dàng chia sẻ tâm sự với họ và không sợ bị đâm ở sau lưng. Người tuổi Hợi luôn chân thành và trong sáng nên thường được giúp đỡ và hỗ trợ. Khi bạn bè, người thân gặp khó khăn, họ cũng là người sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ hết mức có thể. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính và tin tưởng. Nếu ở những con giáp khác thích đương đầu và bướng bỉnh, muốn giành phần hơn, thì tuổi Hợi thà chịu lỗi lầm chứ không muốn gây ra chiến tranh hay cãi cọ. Vì cố gắng sống hòa nhã với tất cả mọi người, lại không có tính vỡ nợ lấy lòng, nên không phù hợp với kinh doanh hay lãnh đạo.
Tính cách đặc trưng ở tuổi Hợi là họ không quá tinh tế để nghĩ cho người khác, dù không cố tình nhưng vì quá vô tư mà họ làm mất lòng nhiều người. Vì tính tình khá đại khái, nghĩ họ như mình mà sống quá hồn nhiên, họ không biết đến người khác đang khó chịu vì cách sống vô tội vạ của mình. Người tuổi này nhẹ dạ cả tin, ai nói gì cũng thường thật dù chỉ mới quen biết, vì vậy dễ mắc lừa trong công việc hay cả tình cảm cả tiền bạc. Tính tình mềm lòng nên không làm được việc lớn như quản lý hay lãnh đạo kinh doanh. Cảm ơn quý chị tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống của mình nhé. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc đến chính là con giáp tuổi Tỵ. Cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Tỵ chúc vận hanh thông, may mắn tề tựu. Con giáp này có cơ hội trải nghiệm với những tình huống mới, giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho con đường và sự nghiệp về sau này của người tuổi này. Thần tài chỉ điểm cho con giáp tuổi Tỵ có những quyết định khôn ngoan về tiền bạc. Bạn cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với những gì mà mình đang thực hiện để có thể gia tăng được thu nhập. Sức khỏe của con giáp tuổi Tỵ được cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đây. Bạn chú ý hơn trong việc lựa chọn đồ gì nên ăn, đồ gì không nên ăn. Hơn nữa, bạn cũng đã bắt đầu chú ý hơn tới việc tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày để nâng cao sức khỏe của mình càng ngày càng tốt hơn nữa. Không còn gì lo lắng về sức khỏe của bạn nữa. Người Trung Quốc cho rằng tuổi Tỵ sinh vào hai mùa xuân hạ là lợi hại nhất. Người tuổi Tỵ sinh vào mùa đông thì hiền lành và điềm tĩnh, thì mùa đông là thời kỳ rắn ngủ. Người nào sinh vào lúc thời tiết đẹp thì vô nhộn, dễ thỏa mãn hơn những ai sinh ra trong lúc thời tiết xấu. Người tuổi Tỵ có thời niên thiếu và thanh niên khá êm đềm, mang bao ước mơ trong sáng bước vào đời và trưởng thành trong hoàn cảnh êm ả. Còn đến thời kỳ trung niên, rất nhiều phiền muộn không như ý dần dần xuất hiện, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bằng phẳng. Thế nhưng con giáp tuổi Tỵ phải đặc biệt chú ý đến tuổi già của mình, vì bản tính vô cùng mẫn cảm, thêm vào đó còn ưa thích mạo hiểm, nên tuổi già của tuổi Tỵ gặp phải những trắc trở không cần thiết. Người tuổi Tỵ thường là người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao, tuy nhiên trong công việc lại chẳng bao giờ làm tới cung do chán nản không kiên định. Mặc dù người tuổi này là những người có tầm nhìn xa trông rộng, có khả năng tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ dở giữa chừng. Do đó cuộc sống của người tuổi này thời trung vận vẫn khá lần đận, chỉ đủ ăn đủ tiêu. Khôn ngoan và kiên nhẫn, dán biết quan cách quan sát và chờ đợi. Họ không thuộc tiếp người bốc đồng mà ngược lại, rất kín đáo, bình tĩnh và bảo thủ, bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cùng mệnh này có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề, cũng như cách giải quyết chúng một cách ổn thỏa nhất. Những người hay lo nghĩ thì này còn được phú cho sự thông thái, hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những thay đổi của cuộc đời. Đó là tài năng và thực tế, cũng là do họ cần có một cuộc sống đảm bảo về tài chính. Vì thế mà rắn còn được xem là người canh giữ kho báu. Trong mối quan hệ với mọi người, họ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Họ không tha thứ cho người nào lỡ hẹn vì họ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là khi nghi ngờ chuyện gì, thần kinh rất dễ bị kích động, thậm chí trở nên điên cuồng. Khi bị một ai đó chọc giận, họ căm tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng hành động đối địch của họ lại âm thầm và lặng lẽ, để bụng rất dai. Họ thích biểu đạt sự bất mãn bằng vẻ chống đối lạnh lùng, chứ không mỉa mai và cay nghiệt hoặc cay vã nặng lời. Người tuổi Tỵ thích đánh cho kẻ địch một đòn chí mạng rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ. Bản thân dòng tư duy của họ là một kiểu tính toán, có thể đợi thời cơ để báo thù sau. Giống như rồng, rắn cũng tượng trưng cho vận mệnh của họ, cuộc đời của họ hoặc ca khúc khải hoàn hoặc kết thúc một cách bi đát. Rắn là đại diện cho sự khôn ngoan và thường bí ẩn, là dấu hiệu thứ 6 trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Họ có thể chất nổi bật và thường có một cảm giác tuyệt vời với phong cách khá đặc biệt. Họ là người độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình.
Thường thì họ không quan tâm người khác nghĩ gì cả. Họ là một người sành điệu nhất, họ thích những cuốn sách tốt, phim ảnh, âm nhạc, thực phẩm cho những người sành ăn và bất cứ điều gì tốt của người tuổi Tỵ. Tiền không phải là một vấn đề với họ và họ có thể khá hào phóng. Người tuổi Rắn hay tuổi Tỵ thường tâm linh và thích các vấn đề liên quan đến triết học. Họ có thể xuất hiện chậm rãi và thoải mái, họ rất thích phân tích và có xu hướng cao, sâu chuỗi mọi các vấn đề với nhau. Trong tình yêu, một con rắn có thể rất khắt khe và cũng khá thích chiếm hữu. Họ có tiêu chuẩn cao cho bản thân và bạn tình của mình. Cảm ơn quý chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc đến chính là con giáp tuổi Dần. Người tuổi Dần tài lộc dồi dào phất lên giàu có vào cuối tháng 4 âm lịch. Dường như rằng những nỗ lực của bạn đang được đền đáp xứng đáng và từ đấy thì bạn có thêm được động lực mới cho cuộc sống của chính bản thân mình. Bạn mệnh này có được một thu nhập khá là ổn định và nhân lên theo từng ngày. Ngoài ra thì con giáp tuổi Dần đã được quý nhân giúp đỡ, mọi điều gặp sự đều hóa lành, thuận lợi cho bạn vượt qua được tai bay vạ gió và dễ được chạm tới những thành công đột phá. Dự đoán rằng người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong thời gian tới, nếu còn độc thân khả năng cao là bạn tìm được nửa kia như ý thì sự tìm đến nhà, với ai đã lập gia đình thì gia đình đều viên mãn hạnh phúc tràn đầy. Những con giáp tuổi Dần luôn can đảm đối mặt với tất cả mọi vấn đề. Ngoài ra họ còn là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng nên không chấp nhận những điều bất chính, cũng như nhất quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Chính vì thế mà tuổi Dần nhận được sự kính trọng của mọi người xung quanh. Họ có một niềm tin mãnh liệt, một khi quyết định làm điều gì đó thì sẽ cố gắng thực hiện đến cùng. Sau đó họ cực kỳ ghét việc bỏ giờ giữa chừng, dù có vất vả đến đâu cũng sẽ nỗ lực để có thể hoàn thành được kế hoạch. Nhờ vào điều này mà tuổi Hổ được thành công, tuy nhiên trong quá trình tiến đến thành công, không ít người gặp phải xung đột với người khác hay chính bản thân bị thiệt hại. Bên cạnh một tinh thần nghĩa hiệp và niềm tin mạnh mẽ, thì người tuổi Dần có trái tim giàu cảm xúc. Khi đã tìm ra điều mình thích, thì người tuổi Dần luôn dành đam mê cực lớn cho nó dù là cuộc sống hay công việc. Trong tình yêu họ là người lãng mạn, thậm chí đôi khi thái quá làm cho đối phương cảm thấy nặng nề. Họ không phải là người giỏi làm việc theo nhóm và tập thể. Tuy nhiên không phải vì thế mà tuổi Dần trở nên đơn độc. Nếu như phù hợp với sở thích của bản thân thì tuổi Dần vẫn luôn tích cực trong việc hòa nhập với hội nhóm. Như đã nói ở trên, khi làm việc với đội nhóm thì tuổi Dần tích cực, họ thường làm tốt vai trò của người tạo nên bầu không khí. Họ giỏi trong việc nâng cao tinh thần cho mọi người hay làm người khác cười. Giàu tinh thần thử thách là một ưu điểm của người tuổi Hổ. Khi đã có hứng thú nhất định với điều gì đấy thì họ luôn tích cực tìm hiểu và học hỏi, dù có thất bại cũng không làm họ nản lòng. Người tuổi Dần thường là người cầu toàn, họ không thể nào yên tâm nếu như mọi thứ không được làm theo đúng suy nghĩ của mình. Nó cũng bắt nguồn từ chính sự đam mê kiên định, yêu thích thử thách và luôn tích cực học hỏi để trau dồi. Nhờ vào tinh thần này mà tuổi Dần dễ thành công giàu có hay thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên nhiều lúc họ cũng dễ bị áp lực do chính sự cầu toàn của bản thân mình. Người tuổi này luôn giàu cảm xúc và năng lượng. Người tuổi Hổ có phần thiếu sự điềm tĩnh, vì vậy nhiều khi họ hành động theo cảm xúc mà quên suy nghĩ trước sau. Chính vì thế mà họ cũng không giỏi trong việc dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng cũng như có ít thói quen lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh. Thực tế thì những người tuổi Hổ có phần dễ bị tổn thương và có một chút căng thẳng. Và những người tuổi này có xu hướng lo lắng nhưng cũng không bao giờ chia sẻ với ai, nên luôn tự mình chịu đựng, không bao giờ đi kể lể hay than vãn với một ai đấy. Thêm vào đó, người tuổi Dần lại không thể chấp nhận điểm này nên càng tỏ ra mình là cải mạnh mẽ, do đó càng trở nên mệt mỏi và nặng nề hơn rất nhiều. Nữ tuổi Dần cực kỳ tự lập và nam giới sẽ đừng hòng nghe từ họ một lời kêu cứu. Họ xuất hiện khá mạnh mẽ khiến nhiều chàng trai phải bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên một số chàng trai yếu đuối và nhút nhát ra tìm kiếm một ai đó để chăm sóc mình lại bị cuốn hút bởi điều này.
cô nàng tất nhiên chẳng bao giờ tôn trọng đàn ông loại đó và sẽ nhanh chóng trở nên độc tài, độc đoán, lạnh nhạt về tình cảm. Trong tình yêu, nữ tuổi Dần đặt rất nhiều kỳ vọng vào bạn đời, bản năng độc lập và ham muốn lãnh đạo, thúc đẩy họ chi phối quan hệ vợ chồng, họ không chấp nhận các quy tắc nho giáo. Cảm ơn quý chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn vào cuối tháng 4 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hành thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.